Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GoCodeEarth. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn đó là mở file có đuôi CSV nha, trong phần mềm GoCodeEarth nha. Rồi bắt đầu tao vào thực hành luôn nha. Đây là phần mềm GoCodeEarth. Bấm vào file, bấm vào phần. Rồi ta chọn xuống cái file có đuôi là CSV nè. Rồi cái này ta bấm next. Cái này cho là cái độ đúng không? Rồi cái này ta bấm next tiếp đi. Thì cũng được. Rồi xong finish. Cái này ta chọn giống nhau thôi. Rồi yes. Cái này color ta cho nó màu vàng đi. Rồi icon. Icon giữ nguyên đi. Rồi ok nha. Có sale rồi đi. Rồi cái này nè, ta mở lên nè. Đó. Thấy không? Đây là to đầu điểm nha. Mở lên. Đó. Ngay góc to đầu điểm rồi, thấy không? Cái này là ta kiểm tra file là ok lắm các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.